Dạ vâng, shop bán cạm kiềm online xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể anh em yêu thích đam mê săn bẫy. Cái mùa săn bẫy đến rồi các bác nhá. Đơn hàng của bên shop đi rất là nhiều. Và hôm nay nhân tiện đóng hàng thì em cũng làm một cái video giới thiệu về những cái mẫu cạm mà bên shop đang bán ra ngoài thị trường. Bác nào mà yêu thích cần mua cạm thì hãy để lại số điện thoại hoặc kết bạn với cái số Zalo em để dưới góc màn hình để được tư vấn và được xem cạm trực tiếp các bác nhá. Cạm thì có đủ kích thước từ 9cm đến to nhất là 33cm. Và sau đây thì em cũng đi giới thiệu đến cái kho hàng mà bên shop đang đóng cũng như là đang kiểm hàng để gửi tới tay khách hàng các bác nhá. Đây, đây là những cái đơn mà đã đóng rồi các bác nhá. Còn đây là một tệp đơn này. Tệp đơn em mới in ra để đóng tiếp tục gửi đi cho các bác khách trên mọi miền Tổ quốc. Thì cạm bên shop thì có từ cạm chín này các bác nhá. Đây, đây là những cái chiếc cạm chín này đang đóng này. Đơn hàng này đóng các bác lấy rất là nhiều, lấy từ 50 chiếc trở lên. Đóng thùng chèn rất là kỹ các bác nhé. Cạm thì được kiểm tra từng chiếc một và xếp ngay ngắn 10 chiếc một như thế này các bác này. Đối với cái bác khách này thì bác chỉ lấy cạm thôi, không lấy dây các bác nhé, không lấy dây. Bác nào mà muốn mua thêm dây thì bên shop sẽ báo giá trực tiếp và sẽ nhập thêm dây cho các bác. Đấy, ngoài cạm chín ra thì đây là những cái cạm 14cm này các bác này. Cũng vừa mới bóc một bao ra nhé, vừa đóng hết một bao và bây giờ sẽ bóc thêm một bao nữa để gửi tới tay khách hàng. Các bác quan sát kỹ, cạm thì là cạm mới nhá, không bị han gỉ này, không bị rỗ các bác nhá. Vành rất là đều và rất là dày. Em quay phía đằng sau cho các bác xem, đây là những cái chiếc răng này. Răng rất là sắc và ăn rất khớp các bác nhá. Đấy, ăn khớp. Cạm những cái chiếc cạm 14 loại 1 này thì các bác ra những chiếc cạm 14 loại 1 này thì các bác cầm trên tay là các bác không thể ra được, tại vì độ cứng của nó rất là cao. Và cái thứ hai là do cạm nó mới nên là khi mà các bác ra cạm thì các bác tốt nhất là các bác nên đặt ở dưới đất và một chân đạp vào cái ngạnh như thế này. Và hai tay, một tay cầm phía trước, một tay cầm phía sau, bẻ miệng nó ra và khi các bác cài lẫy là cài về phía đằng trước các bác nhé. Đấy, các bác cứ làm theo tuần tự như em hướng dẫn ấy thì ra cạm rất là dễ và khi mình cài lẫy nó đúng vị trí và nó sẽ an toàn hơn các bác nhé. Đây, đây là những chiếc cạm 14 này. Thì ngoài cạm ra, cạm mới lẫy ra thì bên shop còn làm phụ các bác thêm cả những cái bàn đạp như thế này các bác nhé. Thêm cả những cái bàn đạp như thế này. Những bàn đạp này thì làm hỗ trợ các bác là chính thôi, còn tiền công thì không tính các bác nhé. Đấy. Bàn đạp thì làm rất là chắc chắn nhé. Đối với cái mẫu cạm này chỉ có mẫu cạm 9 là có bàn đạp sẵn rồi. Còn toàn bộ là những cái 12, 14, 16, 18 rồi to hơn nữa là các bác phải làm thêm bàn đạp các bác nhé. Làm thêm bàn đạp như thế này. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác cái lô cạm 16cm. Đây là lô cạm 16cm các bác nhé. Cũng như là cạm 14. Đây là những chiếc cạm loại 1 các bác nhé. Rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn. Rất là dày dặn. Các bác quan sát cái vành này. Có lỗ sỏ dây. Đây là những... đây là cái lỗ sỏ dây các bác nhé. Cạm thì rất là chắc chắn. Đấy. Cũng vừa bóc một bao mới tinh ra để đóng hàng cho các bác. Tiếp theo đến là cạm 18 các bác nhé. Đây là mẫu cạm to nhất trong những cái mẫu cạm dẹt là cạm 18 đây. Đối với cái mẫu cạm 18 này thì các bác có thể đánh được những con thú từ 7 đến 9 cân quay trở lại các bác nhé. Ngoài ra thì các bác có thể đánh được những con bé hơn, nhưng mà đối với cái miệng nó rộng như thế này ạ, khi mà các bác đánh nó kẹp lên cái đùi của nó ấy, thì nó sẽ bị gãy xương rồi đến lúc mà các bác bán trên thị trường ấy, nó sẽ không có giá trị bằng là khi mà các bác kẹp ở cái gióng chân của nó các bác nhá. Đấy. Đối với cái mẫu cạm 18 này thì nó cũng đầy đủ hết là cả bàn cả dây. Với một combo như thế thì giá thành của nó rất là rẻ. Và đặc biệt là khi mà các bác lấy với cái số lượng nhiều, lấy cả bao hoặc là lấy 5-70 chiếc ấy, thì bên shop sẽ có giá ưu đãi hơn và bao ship cho các bác nhé. Đấy. Quay lại toàn bộ cái kho hàng rồi cũng như là những cái đơn hàng mà bên shop mới đóng xong. Thì một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Bác nào mà cần mua cạm thì hãy để lại số điện thoại hoặc inbox vào cái số Zalo em để dưới góc màn hình nhé. Một video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.